Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tết Trần TV. Và như thường lệ, đây sẽ là khoảng thời gian dành cho những tin tức nóng nhất về bóng đá Việt Nam. Sau một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn từ trận đấu gặp U23 Jordan, thì U23 Việt Nam của chúng ta đã quay trở lại tập luyện để hướng đến trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Chiều ngày 12 tháng 4 theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có buổi rèn kỹ chiến thuật trên sân Qatar University. Trước buổi tập, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có buổi họp để chỉ ra những vấn đề cần khắc phục sau trận giao hữu với U23 Jordan. Ông yêu cầu các học trò cần chủ động hơn nữa trong cách chơi bóng, đặc biệt là khi chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại. Bên cạnh đó, ông cũng khuyến khích các cầu thủ nhanh chóng đưa bóng về phía trước và tích cực dứt điểm cầu môn khi có cơ hội. Trước đó, trong sáng ngày 12 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau một ngày nghỉ ngơi. Bất chấp trời nắng gắt, các tuyển thủ vẫn tích cực nuốt trọn giáo án với trọng tâm tăng cường về sức mạnh của chuyên gia thể lực Brandi Regato Neto. Trả lời phỏng vấn, trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng cho biết, ở trận giao hữu với U23 Jordan vừa qua, toàn đội vẫn chưa đạt được mức tốt nhất về thể lực và phong độ do vừa tập luyện với cường độ cao ở Hà Nội và lại phải trải qua di chuyển chặng đường dài tới Doha. Bên cạnh đó, việc chênh lệch múi giờ cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của các cầu thủ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, toàn đội đang trở lại với trạng thái sung sức nhất. Nguyễn Mạnh Hưng cùng với Lê Nguyên Hoàng là hai cầu thủ trẻ nhất trong danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tuy vậy, với lợi thế là học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại các đội tuyển trẻ, nên Mạnh Hưng đã cho thấy sự hòa nhập rất nhanh với lối chơi mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang áp dụng cho đội tuyển U23 Việt Nam. Tôi đã thi đấu nhiều giải dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và trong sơ đồ chiến thuật quen thuộc 3-4-3. Lối chơi hiện đại với tôi không có gì xa lạ và tôi cảm thấy phù hợp với những cầu thủ trẻ như tôi. Bản thân tôi cũng thấy mình có sự hiệu quả với lối chơi này, Nguyễn Mạnh Hưng cho biết. Dựa trên màn trình diễn của đội trong trận giao hữu vừa qua với U23 Jordan, Nguyễn Mạnh Hưng cho rằng anh và các đồng đội cần cải thiện thêm về khả năng di chuyển để bọc lót, hỗ trợ cho nhau tốt hơn nữa trong phòng ngự cũng như khi triển khai tấn công. Nhưng nhìn chung, toàn đội đã có sự thể hiện tích cực và trận đấu với U23 Jordan rất hữu ích cho sự chuẩn bị trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2024. Trong ngày hôm nay 13 tháng 4, đội sẽ nghỉ tập buổi sáng và di chuyển sang khách sạn do AFC bố trí cho các đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đội sẽ trở lại sân tập vào chiều cùng ngày. Truyền thông của Indonesia mới đây đã đánh giá U23 Việt Nam là một trong những đội bóng có khả năng gây bất ngờ lớn nhất tại vòng chung kết U23 châu Á. Điều này cho thấy mọi bước đi của bóng đá Việt Nam đều được truyền thông xứ sở vạn đảo cực kỳ quan tâm. Trên hãng truyền thông Okezone, nhà báo thể thao Ramdhani Bua có bài viết đáng chú ý về các đội dự vòng chung kết U23 châu Á, trong đó có tuyển U23 Việt Nam. Cây bút xứ vạn đảo nhận định, tuyển U23 Việt Nam là một trong ba đội sẵn sàng gây bất ngờ ở giải châu Á. Huấn luyện viên Chu Jie đáng lẽ phải ngồi vào ghế huấn luyện U23 Việt Nam nếu chiến lược gia người Pháp này không từ chức sau những thất bại liên tiếp trước tuyển Indonesia. Tuy nhiên, người thay thế ông Chu Jie, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, từng giành nhiều thành công với bóng đá trẻ Việt Nam. Chiến lược gia này từng đưa đội U19 Việt Nam vào đến bán kết giải U19 châu Á 2016, đoạt vé dự vòng chung kết U20 World Cup năm 2017. Ngoài U23 Việt Nam, phóng viên người Indonesia dự đoán U23 Trung Quốc và Indonesia cũng có thể sẽ gây bất ngờ ở giải đấu trên đất Qatar năm nay, dù rơi vào bảng đấu khó. Đánh giá về U23 Trung Quốc, cây bút người Indonesia dự đoán. Đây là lần thứ 5 trong lịch sử U23 Trung Quốc dự giải châu Á. Trong 4 lần trước đó, họ luôn bị loại ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên ở giải năm nay, U23 Trung Quốc có tiềm năng để làm nên bất ngờ. Họ vừa thi đấu khá tốt ở các trận giao hữu. Họ thắng Malaysia, lật đổ chủ nhà Qatar 2-0. Tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay, tuyển U23 Trung Quốc có thể gây bất ngờ, dù nằm cùng bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc và UAE. Với U23 Indonesia, phóng viên Ramdhani Bua dự đoán, tuyển U23 Indonesia là đội có khả năng gây bất ngờ cao nhất. Dù mới lần đầu tiên dự giải châu Á, nhưng chất lượng đội hình của huấn luyện viên Shin Tae-yong không thể bị đánh giá thấp. Đội tuyển U23 Indonesia đang sở hữu tới 10 cầu thủ mới thi đấu ở Asian Cup. Ngoài ra, đội còn có 13 cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Indonesia. Về mặt tinh thần, tuyển U23 Indonesia không thua kém bất kỳ đội bóng nào khác tại giải. Ivar Jenner và các đồng đội đang đạt phong độ cao nhất. Năm 2024 là lần thứ 6 giải U23 châu Á được tổ chức.
Giải đấu năm nay được tổ chức ở Qatar, quốc gia vừa đăng cai World Cup 2022 rất thành công. U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 4 cho đến ngày 3 tháng 5 ở Qatar, với 4 địa điểm được lựa chọn là Ankor, Lusail, Andrayan và Doha. 16 đội lọt vào chung kết sẽ được chia làm 4 bảng đấu. Hai đội bóng đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng tứ kết. Kể từ đó, 8 đội bóng sẽ thi đấu loại trực tiếp tìm ra đội vô địch. Ở U23 châu Á 2024, 3 đội bóng xếp hạng cao nhất của giải đấu sẽ đoạt vé tham dự Olympic Paris 2024. Đội bóng xếp thứ 4 sẽ thi đấu trận playoff với đại diện từ thứ 4 của vòng chung kết U23 châu Phi để tìm ra đội có vé vào Thế vận hội cùng năm. Trong khi U23 Việt Nam và U23 Indonesia đã có mặt từ Doha, Qatar để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á từ rất sớm, thì mới ngày hôm qua, đội tuyển U23 Thái Lan mới có thể góp mặt tại Doha. Một trong những lý do khiến cho đội bóng U23 Thái Lan góp mặt muộn như vậy, đó chính là vấn đề về nhân sự. Và điều này đã khiến cho chủ tịch Marampang đã phải than thở rất nhiều. Ngày 12 tháng 4, tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, U23 Thái Lan đã hành quân đến Qatar. Sở dĩ Thái Lan di chuyển muộn như vậy vì vấn đề nhân sự, khiến chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này là Marampang phải than thở. Nếu như Indonesia đã sang Tây Á được hơn một tuần, Malaysia và Việt Nam cũng đóng quân ở Qatar, thì U23 Thái Lan hôm nay mới di chuyển. Họ phải đợi các câu lạc bộ thi đấu xong loạt trận ở giải quốc nội thì mới đủ quân số. Trước khi tiễn đội lên đường, Marampang, người đứng đầu nền bóng đá Thái Lan bộc bạch: "Chúng tôi rất coi trọng đội tuyển Thái Lan ở mọi lứa tuổi, cả nam và nữ. Trước mắt, U23 Thái Lan là một sự kiện quan trọng đang chờ ở Qatar. Tất nhiên do giải đấu không phù hợp với thời gian diễn ra loạt trận FIFA Days, nên chúng tôi gặp phải vấn đề về nhân sự. Cũng giống như các đội tuyển khác, chúng tôi phải sử dụng những gì đang có. Pang tin rằng đội ngũ cầu thủ này sẽ thi đấu với tất cả khao khát, sẵn sàng chứng tỏ bản thân. Cảm ơn tất cả các câu lạc bộ đã hợp tác. Chúng tôi hiểu rằng các câu lạc bộ có khó khăn do tham dự những giải đấu khác nhau." Đúng như vị quan chức này chia sẻ, U23 Thái Lan phải bỏ lại 1/3 đội hình mạnh nhất, những người đã giúp họ thi đấu tốt tại SEA Games 32 và ASEAN 19. Đó là Chất Môn Công, Ruen Thanarot, Maximilian Steinbauer, Bukori Lemdi, Erfan Dolor, Chanarong Bromsky Reaop, Josakon Burafa, Achipon Kirerom và đặc biệt là Suphanat Muentana, người đang trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Lý do vẫn như nhiều đội tuyển U23 khác là U23 châu Á không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, nên câu lạc bộ chủ quản không có nghĩa vụ nhả người. Thái League vẫn diễn ra trong thời gian bóng lăn tại vòng chung kết trên đất Qatar. Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Thái Lan không thể thuyết phục tất cả đội bóng nhượng bộ. Những gì tốt nhất họ có chỉ là một vài cầu thủ chất lượng như Terasak Pebimai, Setasit Suwanaset, Erawan Ganier và Purachet Totsanit. Thực ra, những cái tên này không giữ vai trò quan trọng ở câu lạc bộ, nên họ mới được nhả cho U23 châu Á. Để bù đắp cho thiếu hụt về nhân lực, Liên đoàn bóng đá Thái Lan hỗ trợ U23 nước nhà bằng việc cử huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia, ông Masatada Ishi đi cùng. Bà Marampang nói thêm: "Tôi đã nhờ huấn luyện viên Masatada Ishi đi cùng và ông ấy sẽ có mặt cùng đội ở Qatar. Ông ấy sẽ hỗ trợ trinh sát đối thủ và lên kế hoạch huấn luyện cùng huấn luyện viên Sri Taro." Ở phần cuối của bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những cập nhật mới nhất liên quan đến danh tính của người sẽ có thể ngồi lên chiếc ghế nóng huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Và mới đây thì một vị huấn luyện viên đến từ châu Âu đã tiếp tục gửi CV về cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ứng viên tiếp theo mong muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam là ông Marco Pezzaioli. Nhà cầm quân này mang quốc tịch Đức, sinh năm 1968. Ông Marco Pezzaioli có sự nghiệp cầu thủ không mấy nổi bật, nhưng là nhà cầm quân có danh tiếng tại Bundesliga. Ông dành nhiều năm đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện để làm công tác đào tạo trẻ cho câu lạc bộ Karlsruhe. Sau đó, vị chuyên gia này lên làm việc ở đội 1 của Karlsruhe. Năm 2002, ông bất ngờ sang Hàn Quốc làm việc cho Suwon Samsung Blue Wings. Huấn luyện viên Pezzaioli trở thành trợ lý cho danh thủ Cha Bum-kun. Nhà cầm quân 65 tuổi dành thêm 4 năm để dẫn dắt các đội U15 đến U18 Đức. Năm 2010, ông Marco nhận lời làm trợ lý cho huấn luyện viên Ralf Rangnick, cựu thuyền trưởng Man United. Cả hai có thời gian hợp tác ở câu lạc bộ Hoffenheim. Khi ông Rangnick chuyển sang Schalke 04, Hoffenheim bổ nhiệm Marco Pezzaioli
làm huấn luyện viên tạm quyền cho đến hết mùa giải 2010-2011. Sau đó, ông Marco Pezzauoli trải qua nhiều thay đổi và thăng trầm trong sự nghiệp. Cựu cầu thủ Đức làm việc tại Cerezo Osaka, Quảng Châu Hàng Đại tại Trung Quốc hay Bengaluru của Ấn Độ. Gần đây nhất, ông Marco Pezzauoli làm giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Galatasaray, đội bóng được xem là đại gia của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Marco Pezzauoli không có nhiều thành tích thực sự ấn tượng ở các đội bóng mình đã đi qua. Bản thân nhà cầm quân này có nhiều giai đoạn làm giám đốc kỹ thuật các đội bóng lớn và đào tạo cầu thủ trẻ. Danh hiệu duy nhất mà huấn luyện viên Marco Pezzauoli giành được là chiếc vô địch U17 châu Âu vào năm 2008. Khi ấy, ông là thầy của nhiều cầu thủ danh tiếng như Marc-André Ter Stegen, Bernd Leno, Kevin Folland hay Mario Götze. Để có thể nhận được công việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Marco Pezzauoli sẽ phải trải qua nhiều vòng kiểm tra từ VFF. Đồng thời, huấn luyện viên này phải cạnh tranh với nhiều đồng nghiệp khác từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ được chốt vào cuối tháng 5. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa trên kênh Tất Trần TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra bản tin mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo.